là mấy cái giớn của Mận sẽ dính cá. Mận mới bơi lên trên chở cái đầu xuồng lại. Hình như lâu rồi Mẫn chưa có. Mới rung đinh. Mới vừa rung đinh luôn. Trời ơi, cua nó kẹp nhanh 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 này nhóc hết trơn cô chú. Quá trời kẹp rồi kìa. Nhưng mà nói nào ngay đi, lỗ nhỏ nhỏ không mà lỗ nhanh nhanh nhỏ không mà. Nhưng mà so với mấy con cua biển thì mấy giấn ở dưới kia nó tàn tạ hơn. Nay Mẫn thấy, Mẫn để ý là dính cua nhiều lắm mà cua càng kình không luôn. Ngon lắm. Có cá rồi cô chú ơi. Trời ơi, cô đẻ. Ê. Đẻ nhóc hết trơn luôn đẻ. Cá rô luôn. Cá này có mấy dầm hả ta? Có lòng tông. Cô chú, ủa kìa. Cá lòng tông uống nè. Trời ơi, nó đã. Wow. Nhờ cái đám mưa qua đây nè. Kinh quá, mới cái đầu tiên thôi. Cũng kiếm ăn được cơ chứ ha. Cũng kiếm được nó gạo, nó thóc. Đó, sáng ra thăm vớn xíu vậy đó. Là có cá ăn rồi. Chỉ sợ là mình ăn hoài nó ngán, mình ăn không nổi thôi. Thật ra thì Mẫn cũng thích ăn cá đồng hơn là ăn thịt heo. Thịt heo thì Mẫn thịt kho tàu thì Mẫn ăn nhiều, nhưng mà nếu chỉ ăn thịt thôi chứ Mẫn cũng ăn nhỏ lắm. Chủ yếu là Mẫn ăn trứng vịt. Cá đồng mình á thì nói nào ngay đi là được nhiều món ăn ngon lắm. Cái đầu tiên ấm bụng rồi, im rồi. Cái đầu tiên là cứu rỗi cuộc buổi ăn luôn. Ốc quá trời ốc rồi. Mới thích dấn mấy cái ốc mà thôi. Ngồi quay về hướng bên đây nó đỡ nắng luôn chú. Mưa thì mưa thiệt nhưng mà nắng dữ lắm. Nắng thì nắng vậy đó. Nhưng xíu mà hô mưa là mưa tả tơi, mưa tầm tã. Ngày hôm qua kêu mà trời mưa mà tới nhà Mẫn là lau nước đã luôn á. Mắng suối nó bị chảy, nó chảy không kịp. Mẫn thấy nó chạy cá chê nè. Mà cá chê nó không có mập hơn. Thôi
ruộng nước lên dữ lắm, người ta đi giăng lưới lấy ham luôn. Mai mốt á Mẫn cũng dời, giờ 12 cửa ngục Mẫn đang đặt hết mấy kinh đó, để Mẫn dời nó lên, để Mẫn dời nó lên trên ruộng, lựa cái miếng ruộng nào mà nước nó hơi sâu sâu một xíu. Lê quay vài tháng nữa là tới rồi. Năm nay đồng nhà Mẫn người ta cho xạ có 2 vụ à, cho nên giờ này nước còn nhiều vậy nè. Ở bên nhất thì người ta xạ rồi, y trứng con gì mà dữ gì kìa, nguyên một bầy luôn á. Cái trê này mà sấy mỡ tỏi ha, tho. Mỡ tỏi kho, bỏ ớt với cô chú, mỡ không thích ăn tiêu. Mỡ ăn cái gì cũng vậy, mỡ ít ít khi nào bỏ tiêu lắm, bỏ tiêu mỡ ít ăn lắm. Nhưng mà mỡ ăn ớt nhiều. Tôi chỉ ăn ớt dầm thôi, ăn nhiều thiệt chứ mà ăn ớt dầm. Chứ không có cắn trái ăn được. À, rồi trứng con ếch, trứng con ếch. Cỏ nó ra là cái đường này nó hẹp quá. Cơm ngoan lắm cô chú ơi, hôm nay bơi xuồng đi với chị Mẫn là ngồi im ru luôn, không có một tiếng la luôn nè, nãy giờ rồi đó, quá ngoan. Ốc hả? Mẫn thấy có ốc rồi nè. Cũng như Mẫn chưa giá luôn. Hên quá sáng không có thấy đường ra. Đây người ta. Không biết còn không, thấy ụt bự quá trời. Wow. Cá trê ú nu luôn. Trời ơi, cá lồng tông nè cô chú. Cá trê ha. Đã quá à. Im dữ dàng luôn. Vậy là mình được 3 con cá trê, đóng cua luôn. Cá trê chưa ra hả? Tình chết. Lùn quá không ta? Cho cao một xíu. Xong 2 cái. Quá trời bội thu luôn. Nhớ dẹp vô rồi mà ta.
này á là Mẫn đem xuống nội hết cô chú ơi. Cỡ này Mẫn đang gom cua cho nội để nội nấu với bông bần á để ăn. Hơi xuồng không có bánh lái. Sáng nay mớ cá ăn gì đây ta? Chuối chuối xiêm chín của Mẫn nó chín hết trơn rồi. Nó chín quá cái Mẫn ăn không kịp, cái Mẫn đem đi nấu một bán á. Chuối chuối chân á. Mẫn làm chuối chân nguyên một tô luôn. Mẫn mới chân rồi chiều hôm qua. Cái này mà cá lòng tông này mà kho ha. Ăn với chuối chín là siêu ngon luôn. Trời ơi, chuột nó chạy trên bờ kìa. Chạy khí thế luôn. Mẫn đặt nhiều vốn lắm cô chú ơi, cho nên là video vốn của Mẫn nhiều lắm. Chứ giờ biết làm gì, giờ tối ngày cứ vốn thôi, vốn của Mẫn trên chục cái lận. Người ta đầu tư là đầu tư đủ thứ hết. Còn Mẫn thì Mẫn không có đi xa được, cho nên là Mẫn đặt vốn, chủ yếu là đặt vốn. Ui, cá làm tao đây nhóc ở trên đây luôn nè. Dữ dằn luôn nha. Nói dữ dằn vậy thôi, không có biết là nó nhiều hay là không. Mà Mẫn thấy con to to không à, khó lấy lắm. Lâu lắm luôn rồi Mẫn không có lội xuống để kiểm tra mấy cái này. Mẫn có mua đồ bảo hộ nha cô chú, mình cũng lội nước được. Nhưng mà ba cái quần cao su đó đó thì mình chỉ mặc được chỗ cạn cạn thôi. Như mà kinh nhà Mẫn thì mặc không được, kinh nhà Mẫn nó sâu tới cổ là cô chú nhìn nè. Mẫn vũ hoài mà nó không có ra. Nè còn sót cá luôn nè. Thôi còn một con, chạy gắn vũ ra. Cứ ngồi lên thôi mà. Trời cũng vậy hả? Thôi kể đi. Trời ơi, dễ thôi nha trời. Cái lòng tông thiệt nha cô chú ơi, nhiều lắm. Chạy rồi, chạy cá lòng tông rồi. Cô bò ra hả? Ê, đẹp quá à cô chú ơi. Ê, con cua càng kình. Là cá lòng tông nè. Con nha. Đó, dễ sợ. Đó, để con đổ ra. Còn sót vài con. Buộc lại là xong. Vậy là Mẫn đã thăm xong ba cái vớn rồi. Cho muốn nè, có tốt không? Ngoại Mẫn á, mê cái lòng tông này lắm. Ổng đài ngoại điện mẹ kêu để có cá mần để dành gửi ngoài ăn. Giờ mình bơi vô trong cô chú nha. Bữa nay cá của Mẫn nhiều lắm nè.
sáng nay không biết làm gì ăn đây. Chắc là mà cá này mà gửi ngoại rồi mình kiếm cái gì mình ăn quá. Ngoại Mẫn thì làm ở trên thành phố á, cái gì mua cũng đắt đỏ hết, còn mình cá đồng thì nhiều, cho nên là Mẫn hay tôm góp cá đồng lắm. Được cái thùng mút gì đó đầu gửi lên, thùng nhỏ nhỏ nè, chứ không phải thùng bự, thùng nhỏ nhỏ. Con gái Mẫn cũng ở trển nữa, gửi lên cái nho ăn. Bởi vì Mẫn cũng xuyên đi ruộng lắm, rồi thêm nuôi mấy con cá trê nữa, dán kiếm mồi cho nó ăn. Mẫn đang mừng cá nè. Thấy vậy chứ nhiêu đây cũng nhiều lắm cô chú ơi. Cá này nhiêu đây với thêm cũng nhiều lắm á. Nếu nó Mẫn mặn sạch thì mình rửa. Giờ cá gì cũng bòn hết. Đây cô chú, vịt này Mẫn vừa mới trụng xong luôn. Mẫn trụng nước sôi. Thì Mẫn bỏ trong ngấy. Mẫn chừa lại cái mề nè, rồi cái gan nè. Đó. Giờ Mẫn sẽ đem đi kho xả ớt. Đây ớt Mẫn cũng bằm. Ủa, xả Mẫn cũng bằm rồi nè. Nhưng mà Mẫn chưa có bỏ ớt, Mẫn sợ nhai ăn không được á. Cho nên là Mẫn bỏ ớt sao. Bỏ vô xíu mật ngò, cũng bỏ vô xíu thôi. Cái chai nước màu khóm của Mẫn còn có nhiêu đây à, để đi xuống nội Mẫn mua thêm. Nó đặt kẹo luôn cô chú. Cô chú nhìn cái nước màu nè. Đó, xong. Giờ Mẫn sẽ trộn đều nó lên. Sáng nay mình sẽ ăn vịt nè, Mẫn kho mình kho sả ớt xong rồi bắt đầu mình ăn với dưa leo muối. Dưa leo muối mình cũng làm trộn đường tỏi ớt luôn. Cá thì Mẫn mặn sạch hết trơn này, Mẫn bỏ vô bọc rồi luôn này, Mẫn bỏ vô tủ lạnh rồi luôn này. Khi nào gửi cho ngoại cứ Mẫn đi ra sau hè Mẫn bẻ thêm một mớ đọt nhãn lồng luôn. Bắt bếp lên xào cho nó xong.
Dạ bạn để cho nó sôi thiệt sôi luôn rồi xong rồi cái kiểu như nó chín hơn 50% thì bạn mới bỏ sả vô nha cô chú. Thấy nó ngon. Vịt này bạn nghĩ là nó lâu chín lắm luôn á. Quá ngon luôn cô chú ơi. Vịt này nó hơi dai xíu. Giờ bạn bỏ sả vô. Găm lại cho nó khô nước luôn. Nó khô nước luôn là vịt này nó mềm sụm luôn rồi đó. Nguyên cái bông luôn ha. Ngon quá. Để mình đi lấy mấy cái đó cũng bỏ nó vô. Bỏ ớt vô. Vừa vừa thôi. Xíu nữa mình còn dầm ra nữa. Để cho nó nằm ở đây đi cho nó đẹp. Cho nó đẹp một xíu rồi xíu nữa mình dầm. Thì vẫn mở lửa riêu để cho nó khô từ từ cho thịt mình nó dễ mềm hơn. Thịt của mận chín này cô chú ơi, quá vậy thơm luôn, thơm dữ dằn luôn. Cái mùi sao ta, cái mùi thơm của sả kết hợp với cái mùi thơm của ớt á, nó thơm dữ dằn luôn. Thơm mà cái mùi nó hơi nồng nồng cây cây đi xíu. Rồi đây mận tắt bếp. Đây mùi bén mận trộn rồi nè cô chú, dưa leo muối. Dưa leo muối nè, xíu nữa mình sẽ chấm với vịt kho, vịt gan, xả ớt. Đó, toàn là món ngon không cô chú ha. Ngon dữ dằn ngon luôn. Mỏng tăng, mỏng dánh luôn. Nói chung là hôm nay là món ăn của Mận đã hoàn thành hết rồi cô chú. Quá xá đã luôn. Sáng nay ăn cơm là ngon lắm nè. Ăn nhiều chén cơm lắm luôn á. Mận xin kết thúc video tại đây. À, quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo huệ Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè.